anh ơi. Anh nghe có rõ không? Dạ rất rõ ạ. À. Vâng anh nói là anh ơi. Em xin em thê em xin phép anh em được đưa cái nội dung câu chuyện này nhá. Lên sóng được không ạ? Được, lên sóng cũng được, hoàn toàn cho tôi đấu tên tí nhá. Dạ vâng vâng ạ. Rồi rồi, tôi tiếp tục nói được chưa? Được rồi anh ạ. Để tôi định tinh thần này thế này nhá. Tôi là mấy hôm vừa rồi là tôi nghe cái chú Ngô Lâm đấy. Chú Ngô Lâm đấy. Chú là một người giáo dân ở trong Đồng Nai đấy. Chú ra nổi chú nên sóng mới nói tôi nghe là tôi rất là đồng cảm với chú đó. Anh ơi, là... em hỏi xin phép này. Em hỏi anh chứ anh ở đâu ạ? Anh có phải người có đạo không ạ? Tôi là người có đạo, tôi là ở một xã dưới đây, nhà thờ ngay gần nhà tôi đây. Tôi ngày xưa tôi là làm trưởng một cái ca đoàn đấy. Một giáo sư đấy. Vâng ạ. Thế nhưng mà tôi nghe xem mấy cái bài giảng của mấy cái nói chung là đúng là mấy cái ông trước kia tôi gọi là cha, nhưng bây giờ tôi không thể gọi là cha được, mà tôi phải nói là anh thông cảm là tôi xin lỗi mấy cái ông cha là đứng đắn, tôi bị gọi chúng nó là những tên, những thằng, bởi vì nó nói quá điêu hớt mà nó giao giảng á. Tôi nói các ông ấy là các ông ấy được phép là giao giảng dạy chúng tôi là ăn ngay ở lành, nhưng mà bây giờ ông ấy nói nó quá điêu hớt mà. Thế các cô con nhà tôi nó 17-18 tuổi, nó còn nghe, nó còn hỏi tôi là bố ơi thế cộng sản là thế nào, thì tôi mới bảo là cộng sản là đây này, mấy cái ông người trước cửa nhà mình ấy xung quanh đây là đều là đảng viên, là cộng sản cả. Thế nó bảo thế mà sao con nghe mấy cái ông cha ông nói ông bảo là cộng sản ngày nào nó bị bắt bớ người nọ kia, thì tôi cũng giải thích cho con tôi nó nghe. Thế thì bây giờ tôi nói anh này này, mà tôi bức xúc nhất là cái tôi bức xúc nhất là cái tên Nguyễn Duy Tân ở trong Đồng Nai đấy, cái tên mà tôi nghe cái bài giảng của tên Thục tên Nam mà tôi không đồng ý một tí nào, tôi rất là bức xúc. Thế mà hay nữa là cái tên Nguyễn Văn Khải gì mà nó xưng nó là phát ngôn viên của cái giáo xứ Thái Hà đấy, là tôi nghe mà nó thật. Thế anh ấy này, nếu tôi mở gần là tôi xuống cổ được xuống, nó chỉ đấm nó vào mặt, bởi vì nó nói quá điêu hớt mà nó nói không có đúng sự thật một tí nào, là tôi rất bức xúc. Mà chính những cái tên này là nói anh là nó phá hoại, thứ nhất là nó phá hoại cái lòng tin của người Công giáo đối chúng tôi đối với tôn giáo. Cái thứ hai là nó xuyên tạc những cái điều chúng tôi không thể chấp nhận được đấy. Mà bởi vì chúng tôi ở quanh đây, tôi nói anh thông cảm đây này, nói chúng nó nói không đúng sự thật, bởi vì đây như chúng tôi ở nông thôn đây, nhưng mà nó thật anh là nhà nước người ta lo cho là đường bê tông đi từ đến những cái chỗ khóc hẻm nhất rồi mương máng rồi thì đường bê tông chúng đặt bờ ruộng nên chúng nó không về đấy, chúng nó xem thì nó cứ toàn nói nhiều nói hết mà nó giao giảng là những cái là không có đúng sự thật, thì tôi rất là bức xúc, mà nó làm mất cái danh dự của người Công giáo. Tôi cảm thấy là rất là bức xúc, cho nên tôi muốn là các anh làm sao mà mỗi một giáo xứ mà có một người Công giáo đứng lên để mà đấu tranh mà chống lại những cái lời chân tạc của bọn nó ấy, thì tôi nói thật với anh nào, bởi vì chỉ có người Công giáo mới hiểu cái đạo lý và ấy, nói bọn nó thì bọn nó mới chứ còn người lương dân nói là bọn nó không chịu. Đấy, như chúng tôi mà đứng lên nói, ví dụ nó giảng sai kinh thánh, tôi đứng lên tôi nói, ông tôi chắc chắn là ông nói như thế là không đúng, hay là ông chỉ được phép giao giảng như thế này, nên ông đi quá thì vấn đề chính trị là chúng tôi không đồng ý. Đấy là tôi muốn là có nhiều người như chú Long ở trong Ngô Long ở trong Đồng Nai, là tôi rất là đồng ý với chú ấy, là chú dám đứng lên và dám nói lên sự thật. Nghĩa là tôi cũng muốn như thế, nhưng mà vì trình độ của tôi nó thật anh là nó có hạn. Hai nữa là kinh tế là nó cũng eo hẹp, cho nên là tôi không dám đăng ký với các anh nữa, chứ còn thì tôi rất muốn đứng lên đấu tranh vì chúng mình, cậu ấy làm mất danh dự của chúng tôi, là tôi không thể chấp nhận. Còn tôi nói thẳng với anh là những cái bài giảng của cái tên Tân với của cái tên Nguyễn Văn Khải là tôi rất là cay cú, tôi rất tôi nghe nó hết, nhưng mà tôi rất là bức xúc, tôi rất là bực bởi vì nó nói quá điêu, mà nó nói quá đáng quá, cho nên là tôi bảo nếu tất đây mà nó giảng ở giáo xứ như tôi là tôi túng cổ tôi đấm ngay trước mặt bà con nhờ biết đấm nó mồm luôn. Tôi rất là bực tức, bản thân tôi là một trưởng ca đoàn, một giáo xứ ngày xưa, tôi cũng đi học giáo lý, cũng đi dạy, tôi cũng làm viên thanh niên, nhưng mà tôi thấy là ở đây các ông cha ở xứ nhà tôi này, ông ấy ngày này ngày nọ ông mời tất cả các cô giáo dạy học ở làng ở xóm đây, rồi ở giáo xứ đây, rồi thì ông ấy thích chó, ông ấy mời cả chính quyền xã thôn huyện về liên hoan Tây Bắc Bắc Lương, ví dụ như ngày nọ yên giáo dân với lương dân với giáo dân đoàn kết, tôi chính quyền thì rất là ủng hộ, rất là
là tạo điều kiện cho giáo xứ sinh hoạt tôn giáo, chứ người ta có cấm hám thì không có ai đồng cảm đến cấm hám gì. Mà nó nói không có đúng sự thật là tôi rất là bức xúc. Vâng anh ơi. Giáo xứ tôi đang xây to lùng lên đây, chính quyền người ta còn ủng hộ, người ta còn đến thăm hỏi động viên thì bà con làm sao cho nó tiến độ nó nhanh, rồi thì làm nó đẹp, rồi thì nó khang trang, rồi thì người ta nhắc về làm đừng có để nó mất an toàn, mất đoàn kết. Thế nhưng rất là tốt, chứ làm gì có những cái đoạn như nó tuyên truyền mà bây giờ tôi rất là sợ là nó lan tràn ra các cái giáo sư khác mà để cho chúng nó len lỏi và nó lan tràn ra, bởi vì bà con đâu dân rất ít người được hiểu về tình hình của đất nước, cũng như chỉ có nghe chúng nó nói thôi. Thì đấy, ngay quanh của tôi đấy, nhiều người nói đến người ta không tin, người ta bảo là các ông cha làm gì có những cái chuyện như thế. Tôi thì tôi dám nói thẳng luôn, tôi ông cha ở thứ nhất tôi mà nói với tôi là tôi dám nói thẳng luôn, tôi không sợ. Thế nhưng mà những bà con người ta cái trình độ người ta hiểu biết nó ít, cho nên là người ta dễ nghe các ông ấy xuyên tạc lắm, cho nên tôi rất là sợ như thế. Cho nên tôi muốn các anh là làm sao lại có nhiều người giáo dân dám đứng lên để mà đấu tranh lại với cái bọn đấy. Những cái thằng đấy tôi nói xin lỗi anh, nó không phải là cha mà nó là cái thằng đổi lốt, nó là những cái thằng vớ vẩn đổi lốt thì nó chống phá nhà nước, chống phá cái sự yên bình của đất nước, rồi chống phá lại chính nó, là nó phá lại cái tôn giáo, cái người Công giáo. Tôi là rất bức xúc, tôi không có muốn để cho chúng nó xuyên tạc những cái đấy, là nó làm mất danh dự của chúng tôi, mà nó làm nói xấu chính quyền, nói xấu nhà nước, nói xấu Bác Hồ, là tôi không đồng ý tí nào. Tôi là một giáo dân, tôi là một trưởng ca ban ngày xưa, tôi nghỉ rồi, nhưng mà tôi thấy nó nói như thế là tôi không có nói xấu Bác Hồ, nói xấu chế độ, nói xấu nhà nước, mà tôi không có đồng ý. Vâng. Tôi rất là bức xúc. Vâng. Nói thật với anh là như thế. Dạ anh ơi, thưa anh, thế trước anh là trưởng ca đoàn là giáo xứ nào ạ? Tôi ở giáo xứ như tôi thì nó nhỏ lắm, giáo xứ tôi ở Quốc Oai Hà Tây, tôi ở giáo xứ Chạy Vàng này. Giáo sứ Chạy Vàng anh? Rồi rồi. Em hỏi thế thì em còn đặt tiêu đề video. Rồi. Giáo sứ Chạy Vàng. Chạy Vàng. Chạy Vàng nhá. Giáo sứ Chạy Vàng. Chạy ạ, chạy ạ, tranh chạy ạ. Chạy TR, Chạy Vàng đấy, vàng vàng. Vâng vâng. Anh ơi, rồi. Thế anh là trưởng ca đoàn của giáo sứ Chạy Vàng. Em thì rất ấn tượng ở một câu nói của anh là nếu cha Tân mà giảng ở giáo sứ tôi không thể chấp nhận. Với hai nữa là cái tên Nguyễn Văn Khải nó xưng nó là tiếng của tôi, bảo thằng này mà phải ở tôi mà gặp ngoài đường hoặc là nó mới về dòng thứ như tôi là tôi nói anh là tôi tát cho luôn, tôi tát trước mắt bao nhiêu người luôn chứ tôi không sợ đâu. Anh tôi ơi, tôi nói anh là dạ. Cách đây khoảng tôi đang nói tiếp nhá. Dạ vâng ạ. Cách đây khoảng 4-5 hôm là có một cái người người ta hay lên nhà tôi chơi, là có một cái, bởi vì thế này tôi bức xúc tôi mới gọi điện cho các anh này, là có một cái tên nó cũng xưng nó hôm nay khoảng ngoài 40 tuổi, nó xưng là nó cũng là linh mục mà nó ở trên vùng Lai Châu với Điện Biên ấy, nó theo một cái đứa hai ba đứa thanh niên ở đây, nó bảo là nó là giới trẻ nó về, thì nó đến một nhà một cái ông chơi, ông bạn của tôi ông chơi, thì ông ấy cũng tuyên truyền những cái mấy câu vớ vẩn, thì may cũng may là cái ông đấy ông hay lên nhà tôi chơi, là tôi cũng cho ông xem mấy cái video mà mấy cái ông ở trong miền Nam ông ấy giảng bố láo với ông ấy kích động giáo dân đi biểu tình chặn đường quốc lộ đấy, thì may là ông rất hiểu. Thế thì ông ấy về ông ấy tuyên truyền mấy câu vớ vẩn là cái ông đấy ông ấy rồi luôn, ông ấy rụt luôn, ông ấy bảo là ông về đây ông ăn cơm ở đây rồi ông tuyên truyền những điều hay phải, chứ còn ông nói những cái điều mà bình tĩnh là tôi không đồng ý, là tốt nhất là ông uống nước trong cái chỗ khác. Thế xong là nó lên, ông ấy lên ông ấy gọi tôi, nhưng mà tôi xuống không kịp, tôi bảo thế mà ông không gọi tôi ngay lúc bây giờ tôi xuống tôi kịp thì tôi sẽ chất vấn trong đó, mà ông mà linh tinh thì tôi tắt trong vài cái, tôi rất bức xúc. Thế xong ông bảo mà ông ấy về rồi thì nó mới gọi tôi, ông ấy mới gọi tôi, cho nên là tôi xuống không kịp, báo cáo anh như vậy. Tôi rất là thẳng tính, kể cả những ông cha đấy mà nói ai cái là tôi dám nói thẳng luôn, không sợ đâu. Vâng. Đấy. Thì bây giờ tôi thấy cái tình hình đất nước đang phát triển, cuộc sống đang yên bình, bởi vì là ở tập đấy các anh này này cuộc sống đang rất là yên bình, bà con làm ăn rất là yên ổn, đi ra đường đêm ngày đêm không có ai động chạm đến. Công an cảnh sát người ta chỉ có bắt những cái trường hợp là quá, ví dụ như là đua xe hoặc là trộm cắp hoặc là quá gây rối mất đoàn kết thôi, chứ còn người dân làm ăn bình thường ai có tài thì làm ăn, người ta có đồng chặt thì đến đâu người ta còn ủng hộ mình ấy. Nhưng mà chúng nó tuyên truyền những cái sai sự thật thì
dẫn đến là những người người ta không hiểu biết gì về tình hình đất nước thì người ta tin, người ta đi theo nó là nó rất nguy hiểm. Đấy, rồi nó phá rối đất nước này, cho nên là tôi nói anh là tôi không muốn như thế. Tôi muốn là có nhiều người Công giáo dám đứng lên và dám nói sự thật để cho mọi người hiểu. Thì cái bọn quả đen, cái bọn đội lốt linh mục thì những thằng đấy tôi nói thật thì anh cho tôi gọi chúng nó là những thằng chứ không phải gọi là cha được. Còn cái ông cha ngay cạnh nhà tôi thì giáo xứ nhà tôi thì ông rất là đàng hoàng đứng đắn thì tôi vẫn gọi là cha, vẫn tôn trọng. Nhưng mà nếu như một ngày mà ông nó mà phản lại mà ông cũng nói những điều dối trá, điều chắc ta nói thật anh tôi không để yên. Đấy, anh thì yên tâm như thế, nhưng mà những chúng nó làm mất danh dự của người Công giáo là tôi rất bức xúc. Cái thứ hai là nó nói xấu nhà nước, nói xấu chính quyền. Bôi nhỏ bác Hồ là tôi không đồng ý, bởi vì những người đã hy sinh bao nhiêu xương máu để giành lại độc lập tự do cho đất nước, cho cuộc sống bình yên. Tôi cũng là người bộ đội, nhưng mà tôi bộ đội tôi không lên biên giới. Tôi không lên biên giới, nhưng mà bạn bè của tôi lên biên giới vì thương, rồi gian khổ là tôi biết. Là tôi cũng rất là mỗi khi nghe đến bạn bè tôi hy sinh rồi kể chuyện về chiến sĩ hy sinh tôi cũng rơi nước mắt ra. Thế chứ không phải là tôi không biết là thế nào là chiến tranh, nhưng chúng nó muốn gây ra cái chiến tranh để cho nhân dân bị đau khổ bao nhiêu trăm năm nay thì chiến tranh giải được công lập. Và chúng nó dám trà đạp, chúng nó dám lây nọ là tôi không thể chấp nhận được. Đấy, tôi vẫn nói thật với anh đấy. Thế con trai thì đúng là nhiều người làm sai. Ông anh nha, tôi là đảng viên đấy, ông cũng làm sai với cả tôi như này. Nhưng mà chỉ có một mình là bị sai thôi, chứ không phải là đảng hay chính quyền người ta sai. Thì ông anh nha, tôi là ông ấy con làm sai với cả tôi. Nhưng mà đấy là chỉ có ông ấy sai thôi. Thì cái sai này là bị trừng trị, chứ không phải là đảng người ta sai. Đảng rất tốt, chính quyền, chính phủ làm rất tốt. Tôi phải công nhận là rất tốt, rất thương dân. Chính không, tôi không có một cái chính phủ nào mà thương dân yêu nước như cái chính phủ Việt Nam mình bây giờ. Tôi bị thừa công nhận là ông rất thương dân đất, những cái chính sách công giáo rất thương dân, nhưng mà đất nước mình nó còn trải qua nó bao nhiêu năm chiến tranh, bao nhiêu năm cấm vận, nó rất khó khăn, thì từng bước thế phát triển dần lên, chứ không phải là người ta không thương dân mà chúng nó tuyên truyền những cái là nó không có đúng. Nên là tôi rất bất mình ở chỗ đó, lấy nó tới anh như vậy. Dạ vâng. Đấy. Xin phép anh. Nếu... Dạ vâng, anh nói đi. Anh nói đi. Dạ vâng, như này anh này. Rồi. À, thực sự là cái đoạn ghi âm này em mới đưa lên thì bà con sẽ hiểu hơn về người Công giáo chân chính như anh. Và bà con Nương giáo ấy rất trân trọng và biết ơn và quý những người Công giáo dũng cảm như các anh mà đã dám nói lên sự thật. Đấu tranh là cái xấu, chứ không phải đấu tranh là linh mục là đạo nhé. Đây đấu tranh là cái xấu, đúng anh? Thế thì rất là mừng, thực sự là anh là một trưởng một ca đoàn trong một cái giáo xứ, một nhà thờ mà anh dám nói lên sự thật. Anh bảo vệ Bác Hồ mà bảo vệ cái gì gọi là lẽ phải và đấu tranh với cả không những giáo cha đạo của mình mà cha đạo ở nhiều nơi khác nữa mà nói xấu đảng xuyên tạc về Bác Hồ, như một ông linh mục mà anh vừa nói là ông Nguyễn Văn Khải. Đúng, ông này là mặt như quả đu đủ nội phục ấy. Ông ấy hay đi xuống Cali đứng trước cửa vàng và tuyên truyền bộ lái tuyết hát quốc ca cờ vàng, thậm chí chào cả cờ vàng. Thì ông Phan, ông Nguyễn Văn Khải này, đúng ông là giáo xứ ở dòng Chúa Cứu Thế nhà thờ Thái Hà. Và thực sự là nhân đây tôi Bảo Trâm, một trong người ở Việt Vision, xin tuyên bố với anh và bà con, nếu thằng cha Khải này mà xuất hiện nhà thờ Thái Hà hay mà chúng tôi gặp trên đường, tôi sẽ không tha. Bởi vì sao? Nó đứng dưới trước lá cờ vàng Bà Que ở bên hải ngoại, đi các nơi nó chửi đảng, chửi nhà nước, chửi Bác Hồ và chào quốc ca với Cộng Hòa. Như vậy nó là theo giặc. Tôi có nghe cái bài giảng của nó ở bên hải ngoại, nhưng mà tôi bảo là tại sao cái thằng này nó nói như thế mà nó về chính quyền mình để không dẹp nó đi. Nếu như nó về mà các anh mà tôi mà biết nó về mà tôi được gặp nó, tôi sẽ chất vấn nó. Trong đó là nếu nó mà cãi lại mà nó lão thì chỉ có những người như chúng tôi nói anh ấy, là những người chúng tôi là người Công giáo, hiểu giáo lý, hiểu Kinh Thánh, mà nó nói sai lệch, mà nó tuyên truyền những cái lão kỳ của chúng tôi mới dám chửi lại chúng nó và cắt tóc mồm của nó luôn. Bọc mày là cái thằng nói lão, tôi không thể gọi những thằng đấy là thằng gia linh mục được, không thể gọi đó là cà được, mà nó là những thằng đổi nốt để nó chống phá đất nước, chống phá đảo, mà nó bố láo, nó ăn tiền của nước ngoài để nó phá hoại đất nước, chứ mình không thể tha thứ cho những thằng đấy được. Còn tôi nói anh này này, ví dụ như thằng cha Lý
Thế rồi thì thằng Trục, thằng Nam, thằng Nguyễn thấy không? Là bị rất là căm thù chúng nó, và tôi nghĩ là chúng nó dối trá từ trước đến giờ. Tôi rất là tôi theo dõi anh Doãn Như Lân, thế rồi thì anh Phạm Xuân rất là nhiều lên đài nói rất là đúng, và rất là tôi rất là khâm phục. Thế rồi thì nhất là chú Ngô Long, hôm vừa rồi chú Đà Nội đúng không? Đúng rồi, anh chú ý quay là tôi rất là khâm phục chú Ngô Long, là một người dám đứng lên dám chống lại bọn nó. Thì như tôi như thế, tôi sẵn sàng dám chống lại bọn nó và tôi dám đứng lên nói thôi, chứ tôi không sợ gì đâu, bởi vì tôi là người Công giáo, mà là người giáo dân, người Công giáo chân chính. Không thể đi cái gì về đạo, về đời, cái gì về giáo lý là họ phải đi đằng đạo lý, chứ còn cái gì về chính trị là để cho nhà nước, để cho chính quyền người ta làm. Mình không thể có cái quyền gì để mà xâm phạm, mà không có quyền gì để mà trà đạp, chửi bới dân tộc, chửi bới quân là không đúng. Đấy, tôi nói là tôi không chấp nhận. Cho nên là chú, tôi rất phục chú Ngô Long là một người Công giáo chân chính, và chú đi dám đứng lên để chống lại cái bọn nó xuyên tạc, là tôi rất phục chú Ngô Long. Đấy, tuy rằng anh em không có điều kiện gặp nhau, nhưng mà tôi xem cho nó là tôi thấy rất phục chú. Cho nên là mong anh là nếu chú Ngô Long nghe được cái lời nói này của tôi, hoặc là anh bảo chấm phải không? Đúng rồi anh ạ. Anh em, vâng. Rồi anh chuyển đến chú Ngô Long là có một người cũng là Công giáo, thì cũng bức xúc với cái tình hình của mấy cái thằng cha đổ nốt này, cho nên là dám đứng lên nói như thế. Thì sẽ có một ngày tôi, nếu như có số điện thoại, tôi sẽ hẹn gặp chú Ngô Long ở một địa điểm nào đấy để anh em trao đổi và nói chuyện với nhau. Đấy là như thế. Anh Hùng ơi, Ngô Long vào Đồng Nai ạ. À, vào Đồng Nai rồi à? Dạ vâng ạ. Rồi, thế cũng tiếc mà thôi. Đấy là cái chuyện là tôi nói với anh như thế, là trước một bức xúc của một người giáo dân như thế, là chúng tôi không có đồng ý với mấy cái thằng cha phản động như thế, là nhà nước phải có cái biện pháp mạnh tay như thế nào đối với chúng nó. Chúng tôi rất ủng hộ, không thể để cho những cái thằng vớ vẩn mà nó len lỏi vào để nó chống phá rồi nó xuyên tạc thật như thế, là tôi không có, tôi rất bức xúc. Đấy, anh như thế tôi bức xúc lắm, thì tôi mới gọi điện nói với anh như vậy. Dạ vâng. Anh Hùng ơi, như này nhá, vì là hôm trước thì Ngô Long có chất vấn ông Tân là 10 điều văn của Chúa thì có điều nào dạy phải lật đổ Cộng sản không, thì ông Tân nó cúp máy bỏ chạy, đúng không anh? Thế thì theo anh là người Công giáo, anh thấy có 10 điều văn nào như vậy không ạ? Không có, bởi vì là không có, chỉ có là thứ nhất cho kẻ đói ăn, thứ hai cho kẻ khát, ba cho người dịch dưới ăn mặc đấy, thứ bốn cho khách đốn nhà đấy. Chứ không có cái điều dân nào là cái điều dân bảo là chống lại nhà nước hay là nói xấu người nọ, nói xấu người kia. Bởi vì lời dân của Chúa là phải yêu thương và làm hòa, và yêu thương không những là những người yêu thương mình, mà yêu thương cả kẻ thù của mình, mà phải giúp đỡ những người khó khăn, những người cơ nhỡ, những người không có nơi nương tựa. Chứ không có dạy là đi chống lại nhà nước, chống lại chính quyền như thế, là đó là những thằng bố láo. Vâng, anh nói đấy, rất hay ạ. Anh Hùng ơi, thế thì như này nhá, vì là thưa bà con, thì anh Hùng có gọi điện đến cho chúng tôi, và anh Hùng nói là điện thoại anh hết tiền và đề nghị là chúng tôi gọi lại. Và hiện nay thì điện thoại tôi cũng báo là sắp hết tiền. Do vậy là anh Hùng ạ, thì một dịp khác em nạp thẻ xong thì em lại gọi điện tiếp cho anh nhá, để chúng ta cùng câu chuyện. Không báo cáo trả thù luôn. Ok anh. Rồi, số máy của tôi đấy. Dạ vâng anh Hùng, em chào anh Hùng nhá. Rồi, chào nha. Biển lặng mà lòng người dẫn đầu, trong lòng